Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách copy thứ ba của chứng minh nhân dân hoặc là ID card. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ dỡ mặt kính lên. Chúng ta đặt cái mặt đầu tiên này, ta úp xuống. Rồi, đóng lại. Chúng ta bấm Start. Lúc này máy sẽ tự động copy ra mặt đầu tiên cho các bạn. Đây, mặt đầu tiên. Rồi, thì cứ như vậy chúng ta sẽ lật ngược lại. Ta sẽ kéo khay giấy ra. Chúng ta để tờ giấy vào. Đóng lại. Trên mặt kính chúng ta sẽ dỡ lên. Lật ngược mặt thứ hai lại theo chiều bên kia. Đóng mặt kính xuống. Bấm Start. Đây, chúng ta đã được thêm một cái cách. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn thao tác thành công.